Cả nhà ơi, sau một buổi sáng mình đã cắt giật cắt thu cành của cái phôi cây hoa giấy khủng này của mình rồi nhá. Đấy, hiện tại nó cao chắc khoảng mét Nếu sau này mà lên chậu nó khoảng mét rưỡi. Thế còn cái phần tán bay mình đang để cổ rụt này thì nó khéo nó phải khoảng mét hai. Trước mình định làm cái phần tay bay ở đây nhưng mà năm vừa rồi mình để nó để cái cây này nó phát triển lung tung quá cho nên là nó bỏ cành các bạn ạ cái cành này nó không phát triển nữa và bây giờ cái cành này nó bay rất tốt thế khả năng mình sẽ chuyển cái cành bay sang đây Đấy.